22 giờ đêm ngày 2 tháng 6 năm 2015. Chúng tôi đang ngồi uống bia tại quán 290 Văn Chay. Thì lúc đó có một đám thanh niên khoảng tầm 15 người cầm vũ khí lao vào đánh tấn công chúng tôi. Lúc đó thì có một đội cảnh sát cơ động có hiện trường nhưng nhìn thấy chúng tôi và không vào can thiệp. Sự việc xảy ra rất nhanh nên chúng tôi bị tấn công, và người nặng nhất là em tôi là Nguyễn Mạnh Cường và anh tôi là Nguyễn Anh Tuấn là bị thương và đang rất tuyệt bệnh viện. Cũng hay là có bốn người uống bia gồm tôi, anh Nguyễn Anh Tuấn của Vân Út và em tôi là Nguyễn Mạnh Cường. Công an cơ động đứng chúng tôi cách tôi khoảng 20m dưới quán bia một lúc một chút. Họ không làm gì à? Dạ, họ không làm gì. Khoảng bao nhiêu lính cơ động? Khoảng tầm hơn chục người, gồm cả hai xe máy cơ động đi trên nữa. Thì cái đối tượng mà nào ngồi trên xe mà nghi ngờ? Đối tượng đấy là tên là Toàn, mình hiệu gọi là Toàn Bóng, ngồi trên xe cơ động. Chỗ là trong đó hơn cả xe còn đông. Ra ngoài đường mới là nặng, chứ đuổi đây là chưa nào đi, ra ngoài đường bắt đầu chưa kịp.